khởi đầu năm 2011, Big Bang được SBS mời phỏng vấn về những dự định cũng như việc comeback sắp tới của nhóm. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ K-pop được dành trọn vẹn 1 giờ đồng hồ để phỏng vấn về những hoạt động comeback của mình cho truyền hình show huyền thoại Shoteji. Ngày 20 tháng 1, Sơn Nhi phát hành mini album đầu tiên mang tên VVIP. Trong album này, Sơn Nhi đã hợp tác cùng trưởng nhóm G-Dragon trong ca khúc Open the Window và ca khúc I Know với nữ ca sĩ trẻ IU. Những ca khúc trong album bao gồm VVIP, What Can I Do, Open the Window, Magic, I Know, White Love và cuối cùng là Outro In My World. Ngày 24 tháng 2, Big Bang chính thức đánh dấu sự trở lại của mình sau 2 năm 3 tháng vắng bóng trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc với mini album thứ tư Tonight. Số lượng đĩa bán ra đã đứng đầu tại các bảng xếp hạng trong những ngày mới phát hành. Ca khúc chủ đề Tonight và những ca khúc trong album đã nhanh chóng chiếm lĩnh bảng xếp hạng trong nước như Melon, Doshirak, Sideward, Amnet, v.v. và nhiều bảng xếp hạng khác ở nước ngoài trong suốt một thời gian dài. Các ca khúc trong album bao gồm Intro, Thank You and You, Hands Up, Tonight, Somebody to Love, What is Right và Cà Phê. Không để cho các fan của mình chờ đợi lâu, Big Bang đã có màn comeback hoành tráng tại sân khấu của Live Concert Big Show 2011 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 25 tới ngày 27 tháng 11 tại sân vận động Seoul Olympic Park. Với tổng số lượng fan tham gia cạnh tranh mua vé lên đến hơn 1 triệu người, concert đã cháy vé chỉ sau ít phút phát hành. Ngày 28 tháng 2, Big Bang cho ra mắt MV cho ca khúc chủ đề Tonight trong mini album thứ tư. MV đã nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi và đã được hơn 3 triệu lượt xem trong ngày đầu tiên ra mắt. Ngày 8 tháng 4, Big Bang cho ra mắt album Big Bang Special Edition bao gồm 10 ca khúc từ album mini thứ tư, ca khúc Hi Hi và Oh Yeah của GD and Top, I Need a Girl của Taeyang, What Can I Do của Sun Yi và đặc biệt là 3 ca khúc mới là Stupid Liar, Love Song và ca khúc Baby Don't Cry do Daesun solo. Ngày 13 tháng 4, Big Bang cho ra mắt MV Love Song. Đây là MV được YG Entertainment đầu tư hơn 200.000 USD. MV này được dàn dựng từ kịch bản đến góc quay chuyên nghiệp hơn so với những MV đã trình làng âm nhạc của các nhóm nhạc K-pop khác. Ngày 10 tháng 5, Big Bang bắt đầu tour diễn Love and Hope kéo dài khoảng 9 ngày ở Nhật tại các thành phố Osaka, Nagoya, Chiba, Tokyo. Ban đầu tour diễn có tên Love and Pain, nhưng do thảm họa động đất và sóng thần kinh hoàng đã xảy ra, nên YG Entertainment đã nhận được nhiều sự phản đối từ các fan hâm mộ về việc đưa Big Bang đến Nhật Bản thực hiện tour diễn vì sự an toàn của thần tượng. Và lúc này, tour diễn được đổi tên lại thành Love and Hope Tour với mong muốn mang lại hy vọng cho các VIP Nhật Bản để sớm có thể vượt qua khó khăn sau thảm họa động đất và sóng thần. Ngày 31 tháng 5, Daesun không may dính phải một vụ tai nạn vô tình gây ra cái chết cho một người đàn ông. Vì thế, tất cả các kế hoạch của Big Bang cho năm 2011 đều bị hoãn lại. Sau khi báo chí đăng tải thông tin này, VIP trên khắp thế giới đã gửi những món quà, lời nhắn an ủi, động viên đến cho Daesun nói riêng và Big Bang nói chung. Trong đó, các VIP Việt Nam của chúng ta đã tổ chức nhiều buổi offline để ký tên ủng hộ Big Bang và Daesun. Khó khăn chưa qua đi thì trưởng nhóm G-Dragon tiếp tục dính scandal về việc hút cần sa từ tháng 7, nhưng đến ngày 5 tháng 10 mới được tiết lộ. Big Bang lại phải trải qua khó khăn vì vụ việc xảy ra chỉ ít tháng sau tai nạn của Daesun. Việc này khiến các VIP thật sự cảm thấy khó khăn, đứng ngồi không yên.
Sau việc này, Big Bang buộc phải ngưng các kế hoạch hoạt động và phát hành album của mình. Rạng sáng ngày 7 tháng 11 là một ngày vô cùng hạnh phúc của VIP trên khắp thế giới khi được chứng kiến giây phút năm chàng trai Big Bang cùng nhau bước lên bục nhận giải thưởng MTV Worldwide Act tại MTV Europe Music Award 2011, giải thưởng tôn vinh nghệ sĩ âm nhạc của châu Âu. Big Bang là nghệ sĩ duy nhất đại diện cho châu Á tham gia. Đây có thể nói là một sự kiện trọng đại của đại gia đình Big Bang và VIP, vì giải thưởng này đánh dấu sự quay lại của Big Bang sau nhiều tháng xảy ra sự cố không vui. Và giải thưởng này cũng giúp Big Bang đánh dấu một sự kiện quan trọng trong sự nghiệp ca hát của mình. Tuy không có mặt trong buổi lễ trao giải Mnet Asian Music Award 2011 vào ngày 29 tháng 11 vừa qua, nhưng Big Bang vẫn nhận được giải thưởng Best Music Video của năm. Giải thưởng này một lần nữa đã nhấn mạnh sự trở lại tuyệt vời của Big Bang. Và càng tuyệt vời hơn khi năm chàng trai Taeyang, Sunmi, G-Dragon, T.O.P, Daehyun của Big Bang quay trở lại sân khấu của YG Concert 2011. Diễn ra vào ngày 3 và 4 tháng 12, họ đã làm nổ tung cả sân vận động với những màn biểu diễn vô cùng ấn tượng, đặc biệt là những màn cover cực dễ thương và vui nhộn. Đóng lại nhật ký năm 2011, thật sự là một năm vô cùng khó khăn đối với Big Bang, nhưng nhờ sự động viên và ủng hộ chân thành từ chính các VIP, họ đã cùng nhau phá vỡ lời nguyền 5 năm tan rã của các nhóm nhạc thần tượng đi trước. Quay trở lại sân khấu ngày hôm nay, năm chàng trai của chúng ta sẽ tiếp tục cống hiến hết mình vì con đường âm nhạc ước mơ của bản thân và vì các VIP, những người luôn bên cạnh đồng hành trong suốt chặng đường sự nghiệp chông gai của mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.